ở làm bồn mở gấp bìo con hòa vị xuyên hà giang là đồ là ní bồn bần hà gá ngài gá bắc đà lạt gà đó là tiếp rắp gà rớ dâu lâm nèm tâm hớ bao dung là đồ tầm a lá dâu lâm châu dao ao tròn a lá chờ ở đó bao dung gơ nèm ở smơn mơ gơ xin là bà ta ở cái tuổi bá tầm rải kít châu dao bơ hớ đo găm là sắp nổ châu dao chát hớ đần châu bò yoa a lá nổ cơn cơn nơm ghé tu rải kít nèm hè ra lâu châu dao ở đó bao dung tờ tú mơ gia sơ bình tầm a lá bà ta ở đó cập ná châu đi cập tú giờ cập xá châu mà bên riêng a lá chưa nào cần gia tên gít tầm chợ ở đó kê ít. Bòn nậm ngạch, xã Thanh Thủy, con hòa vị xuyên Hà Giang, đồ bòn Bình Hà, gá cực bắc tại Lạc Gà. Đó là tía bắp gà chữ nâu giàu nèm báo dung, châu giàu ào giòn. Gách tợ châu giàu, báo dung là ở đó, là đớt chữ nâu nổ sinh hầm, mơ cần cơ nơm, châu giàu. Báo dung có nghĩa là ca hát, là phương tiện truyền tải những tâm tư, tình cảm. Bơ ta đò, ghé bên diện, mơ lớ nèm, bơ, a lá tú lớ rá, rải kít nổ stor, mơ bơ ta pin đơn, bộ châu giao. Các làn điệu dân ca của dân tộc Mao ở đây, nó là một câu chuyện về đời sống của dân tộc. A lá làn điệu dân ca, bộ châu giao tầm đò, gơ là dân nào giao, tú rải kít bộ châu. Bơ nổ sinh hầm, nổ sinh đơn, bà ta cần gỡ bó ủi lầu, bớt rải đò tốt rải đầy. Hiệu văn hóa ủng tráng văn dần là tế hấp rắp gà bà ta nèm báo dùng châu dao ào giòn, tàm bòn nặng ngạch. A lá dân nào ở đó ông bồn châu, nét cơ xa rõ, tạm a lá rài ồn tì, bì nâm tá, bề dân nào cá. Xôm rớ rài hiệu ồn dần, găm lớp rá và to còn sau in, cá vụ ná ổ. Ở mình bị hớ, xung dớ rải hè, ung dân nế tên chiếc mơ prắp, khả rớ cho nào báo dùng bồ trào hè. Sá to ghép quan bà ta đớ tùl là ai châu đơn bớ chết sân nằm tình cú. Sá đớ bà là lời đông, tạm tú châu đơn sân nằm châu cọp chi, ghen ách sá đò đàl đơn ghi in đăng bời cọp. Đớ bè là lời á lá cho ủng rù in lớ giang bờ chùm. Đớ bòn là ở đó tạm á lá đớ bờ chùm bòn. Ở đó báo dùng ghé tạm bà lớ rớ khả ít. Si ở đó báo dùng ghé bình trình bớ trơm là bài ở đó tạm tú lớp rá. Chắc hớ, lời ân ngài trổ té châu giàu nếu yên trở ở đó bớ giàu hè tì tạm á lá đớ lớ giang giao lâm bùl hè. Tên ớ tò, ghé ai ở đó tầm á lá đớ bờ chùm, lớp rõ tầm rải kít, bề ở đó tầm cờn, ở đó tầm bờm, ùr mật lâu. Chữ con trâu ghen ở ghét lợn ở đú lầy bờ tò, hiệu anh bớt rải tò, bớt rải nè, ghé ồn bàng bờ đờn quần, ghen hiệu anh đờm ghít đàl ghít chí. Ông tráng văn sệt, lại trao ghế đợp bờ đơn dây bồ tráng, mơ lại trao lớ cru tầm bòn nằm ngặt ngày đò. Chưa đò, bên chất rài bạp ồn, ông có tuổi a la mắt, hiu, ná, bòn âm lớ giang bộ cal vrá, qua màng đò. Giờ nào ở đó, trao giao, ghét nhằm tồn, ở smơn mơ lỡ xóa hết là dân nào bên ni giang gần rớ ủ tía ân ngày trổ nế ai nem miều nem chàl ân ngày giang bên nầm giang cớ nế chăng gà lòm
Bà đơn tạm hớ găm lại dân nào già giàu của Tông Gu Alap và Tạp Hành Kis của Tà Rà Hè. Mơ bà đơn tạm hớ là dơ khả giòn thoa lờ gà giàu. A lái dân nào già giàu chắc rửa gây trào giàu tía tỏ. Tâm dân nào ở ngài giàng, bà giả tờ a lái giàng. Pi giàng bri giàng đờ giàng miêu giàng chàl. Pal an ngài a lá giàng né chăng gàr pol hè ti tam a gin đờ rai to mơ tan pa chắc chăng gàr tay a lá rai ta nớ. Bớ thoa pa vận diện châu giao nếp bờ chế ít a lá lành điệu báo dùng tam tú lọt lớp róa tam hơ ghế a lá chợ ở đó tam cal róa. Hơ là a lá bài dân ca vật ni bra lớt xa vật ni bà ta niềm trổ tía cùng ghé a lá bài tân gó quân bra lớt còi mìr hà bà ta đàl ghít trổ tía cài bra tu ở đó tầm cài mìr là kênh gia tài hòm bra lơ cập ná hay đi đi tổ s còi ghen ở đó a lá chợ chợ hợp đơn ghế cài còi cờ bờ toa rớp lầy chào ở đó tu gú hoàng gú mìr đờ ở đó bà nồn làm dớ sre tùng cớ, bà nồn làm dớ bì đờ đờn. A lá chờ ở đó tam rai kis, kế tú bà đơn dân nào dài liều, bóa giàu, tờ gồm tờ giết bớ rô bô sân nằm tạ lờ gàr. Bà ta nhằm tạm ở đó báo dùng là bà ni nữ stồr lớp bóa, ngách chắc, bà ta kis nhằm, bà ta kis tồr kis hầm, bớ còn bà nút mơ trộ tía. Tu gớt tuệ scoi là châu ở đó đừng ân ngài giang trộ ụ, ân ngài giang vri đờr, ân ngài giang còi, nơi lỡ rải kiếp châu in ghé bà ta hầm râm ở rơ bá chiếc lo. Ở đó tầm tú tôi gồm lớp rõ nhằm bồ châu giao ở ớt là ở đó tầm bờm mơ ở đó hơ lạ lá điệu dân ca tân gó và ta đấp đơn nũ sgành gờ bó ủ mơ lâu. Giờ a lá nụ sgần gờ vó, a lá chân nào cần đớt châu drum pa yoa tạm chân nào ở đó. Tú châu lau tòm châu ur, cần lớp mơn, cần đớt chân nào niam gờ vó, ghen châu ở đó. Bê hớ xùm châu ở đó, a lá chân nào bớ bờ, bớ hớ đi gần lành, châu diện ur lau. Cái dân ca thì ở đây thì từ trước tới nay thì cái dân tộc giao dân ca chào giao bờ hì ghen vỡ ổn tốt đò tú tơ năm vào là chào bà ở đó tú lọt tuệ scoi ghen là ở đó tầm chỗ tam ở đó tầm cờn gam ghé hồi là ở đó tầm bờm bớ chọc lau mờ chọc ur né ghé vào ur vào lau dân ao ở đó là a lá dân ao nụ hầm sinh cần đất dân ao ur tì tú rải kis và ta cờn ghé tu hiểu ná hầm râm chở hợp găm mời chọc lầu, chứ nào báo dùng tú tàm bờm, châu giao giòn rụp trộ tía, ăn cân hay sân manh đã liền, cớ và nầm, đơn bên đau, và ta đùn nũ tú cành gờ bó. A lá bài ở đó lời quân, a lá bà ta nèm tàm tăng xá, ở cái tuổi té, đừng bắp gạt ở lời ghiên chó rúi, bà bà đơn bớt rải đò tút rải nè. Báo dung là bà ta ở đó, tầm, tàm chân nào khả đớt đỡ châu giao và mơ rớ bà ta ở đó. Đó là bà ta tần gó xì ngách rực gầy, bà ta ngách tần ngó châu ở đó, bơ hớ mà gơ nham ngăn ghé ở đó bộ lá đá lầy tú lầy. A lá dân nào ở đó báo dung nham tụt ở smơn gớt diện tù bà ta ở bá tàm rải kít châu giao.
hớ là sắp nũs chào giàu mà chắc hớ chào cần bây giờ nũs cần cần nầm kế đủ rải kết năm hẹn lâu. Chào giao sùm qua màng prap gạt bà ta niam giao hớ bê đu gà ngọc sàng sùm bà mơ tờ bà ta.